Chào tất cả các bạn nha, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cái máy phát điện nha các bạn. Máy phát điện khổng lồ nha các bạn. Đây. Máy phát điện khổng lồ nha các bạn. Motor này khổng lồ hơn cái motor lần trước mình giới thiệu với các bạn nha. Đây. Quay cho các bạn coi nha. Rất là ghê, dầu để chạy cái máy nổ này. Máy nổ là cái này máy nổ này. Cái mình đang quay là cái máy nổ này bạn ơi, rất khủng khiếp. Này là cái demo phát điện này đây, demo phát điện này bạn. Okay,
đây là rất là khủng luôn nha bạn. Cái bên đây rất là bự luôn. Và bạn thử cái motor nó coi. Dây điện nha bạn. Hấp cho toàn công ty nha bạn. Dép lên cho các bạn tưởng tượng cái nó lớn cỡ nào nha bạn. Mình để chiếc dép của mình lên nha các bạn. Đó. Cái chiếc dép của mình ha. Các bạn tưởng tượng nó bự cỡ nào các bạn. Nó khủng khiếp các bạn. Đó. Cái loại bên đây thì nó nhỏ hơn một chút ha. Đây. Mình sẽ để cái chiếc dép mình lên các bạn coi. Coi cái này nó bự cỡ nào nha bạn. Đó, cái motor nó bự nha. Rất là khủng nha bạn. Tiếp. Bộ máy. Máy này là máy phát điện. Đây, quay xa. Đây là phòng để mấy nhiêu bạn. Phòng đây là phòng kiểm. Rồi, quay trở lại coi cảm giác chi tiết bộ phận của cái máy phát điện này. Rất là lớn nha bạn, rất kinh khủng. Cục này rất là kinh khủng luôn nha bạn. Rất là lớn luôn. Giống như cục biến áp hay gì các bạn. Rất là lớn luôn. Đây là cái tủ điện. Tối lắm, không có đèn hết. Đây, quay rồi. Tối mà. Để nào điểm sáng lên được. Tối thu luôn rồi. Thấy cái số 3000 thôi. Để nào sáng lên được. Cao thu nó nữa mà 3000 cái quát mà rất khủng khiếp luôn. 3000 cái quát rồi. Rồi chào tất cả các bạn nha, quay cho các bạn coi để có thời gian.
quái vật đây.